Món cá. Bốc luôn. Các con ăn đấy là món gì đấy? Món cá. Món gì con? Món cơm. Món cơm. Đây mỗi bạn một bát ô tô cơm này à con? Dạ. Một người ăn hết một bát đấy không? Hai người. Thế muỗng của con đâu mà con này bốc tay thế? Hết muỗng rồi á? Trời ơi. Rồi anh bạn này ăn món gì đây ta? Trời ơi, bạn này ăn cái muỗng bự quá nhỉ. Con ăn cơm với gì đấy? Con ăn cơm với món gì đấy? Đây các bạn ơi, điều kiện thiếu thốn nên là các bé ăn bốc luôn đấy. Ờ, hết muỗng rồi. Bây giờ phải chờ coi các bạn nào ăn xong rồi mình mới có muỗng ăn hả? Vậy là mình bị thiếu muỗng rồi đúng không? Mình bị thiếu muỗng rồi. Để mai mốt biết gửi lên cho đấy, để biết cô biết những cái gì thiếu để gửi qua cho các bé. Nó ăn bằng muỗng múc canh. Đây giờ cái muỗng múc canh to bự, còn bé này là nó bốc nó ăn này. Chúng cô này. Vâng. Đó 106 bé các bạn. Nào bây giờ không có muỗng thì ăn bốc luôn. Rồi, chú chào các bé. Đây vậy ai làm đầu bếp đây? Các bé tự làm luôn. Wow, cơm ngon quá nhỉ. Wow, trời ơi. Đây các bạn ơi, bữa cơm của các con này. Các con biết đây mình ăn cái này là món gì không? Món tép. Thì cái món này mình có được hay được ăn không các con? Bao lâu thì có được ăn tép này một lần? Rồi bạn này thì cái muỗng của bạn đâu? Không có. Không có thì ăn bằng cách nào? Lại mượn cái muỗng khác. Buổi sáng thì mỗi đứa mỗi cháu một gói mì tôm để đi ăn. Cháu nào nó dậy sớm thì nó có thể nó chế nó ăn được, còn cháu nào nó không thì nó cầm lên trường nó ăn xong rồi nó uống nước lạnh vô là no. Còn các cháu lớn, các cháu cấp 3 đi học, nó có cô giáo ở trên nó cũng nói năng nhiều lúc mình cảm thấy mình cũng hơi buồn. Các cô la thấy tụi nó học kém, các cô la về nói thầy á, đừng có cho ăn mì tôm nó ngu lắm. Cho nên mình thấy cũng buồn, là may mắn là các cháu được có mì tôm ăn là phước lắm rồi, nhưng ngay thời mình hồi ngày xưa đâu có mì tôm mà ăn đâu. Các bạn làm bếp này là những bạn nhỏ nha các bạn. Đây này, đưa cô chỉ cái phần dập đó, con không có đập ra nha, cái phần lấy ra đi, cái phần nhỏ thì mình cắt nó to to vậy nè, còn được cái trên đây vậy nha. Rồi xong đừng cắt nhỏ quá đó. Con nhau bàn tay nằm nhét xuống. Chào cô bác anh chị, thì hôm nay Tuấn Dương và cô Clara sẽ làm một vài cái món ăn để giúp các bé ở máy ấm Chư Sê Gia Lai một cái bữa ăn ngon. Thì hôm qua được biết là có cái cô bán trứng tới để bán cho thầy, nhưng mà thầy bảo không có tiền để mua nên là cô lại mang về. Thì hôm nay Tuấn Dương có giúp mua, đây là 200 trái trứng, còn cô Cara thì có mua thịt heo, rồi thịt heo, vịt, gà chứ, gà rồi canh súp. Thì đây cô Cara đã mua thịt heo về, và cô hôm nay cô dự kiến hai cô cháu sẽ làm món là thịt kho trứng để hôm nay là liên hoan đi, coi như là giúp các bé có một cái bữa cơm có thịt. Thực ra một bữa ăn này thì cũng không thể làm thay đổi cuộc sống của các con, nhưng mà hy vọng là với cái tấm lòng nhân ái và các bà con cô bác, mình sẽ tiếp tục ủng hộ các bé để giúp các bé có nhiều cái bữa ăn ngon hơn. Chứ thấy bây giờ thì các bé này gần như bé nào cũng bị suy dinh dưỡng. Giờ mình rồi, cô làm món, đó là món canh súp này các bạn này.
Em vào đây từ năm nào em nhớ không? Không nhớ. Vậy là nhưng mà mình ở đây được bao nhiêu năm rồi? Hình như là 8 năm rồi. 8 năm rồi. Thế lúc trước thì nhà em ở đâu? Em không nhớ. Cũng không nhớ luôn. À. Nhưng mà bên mình còn anh em hay cha mẹ hay gì không? Em? Dạ. Em còn người thân không? Dạ con ạ. À. Còn là còn ai nữa? Con bố. À, bố ở đâu rồi? Biết bố ở đâu không? Bố đi lấy vợ khác. À? Bố đi lấy vợ khác. Nhà bố có thỉnh thoảng có hỏi thăm mình không? Ít. Thế còn mẹ thì đâu? Mẹ cũng ở nhà. Ở nhà? Ở nhà là mẹ về ở nhà thì bây giờ mẹ làm gì? Thường thường ở trong làng con thì làm ruộng thôi chứ. À, làm ruộng. Nhưng mình ở với thầy thì thoải mái hơn ở nhà hay sao? Tại vì ở với thầy thì gần xuống trường hơn. Gần xuống trường hơn. À. Thế con hôm nay học lớp mấy? Con lớp 12 ạ. À, học lớp 12. Bị điên. Ngày nào cũng đập đầu vào tường thôi. Ngày nào cũng đập đầu vào tường. Thế ở đây thường là ăn cơm một ngày ăn mấy bữa ấy? Ba bữa. Buổi sáng thì ăn gì? Buổi sáng thì ăn mì tôm ạ. Ăn mì tôm. Ăn mì tôm là mì tôm có nấu với gì không? Dạ không, ăn mì tôm không. Còn mì tôm không thôi. Dạ. Còn buổi trưa ăn gì? Hả? Buổi trưa thì ăn gì? Ăn cơm ạ. Ăn cơm với món gì nữa? Món đơn giản. Đơn giản là món gì? Như là rau cải với sợi mấy mấy rau ngọt. Rau cải với rau ngót. Dạ, lá ngọt. Lá ngót. À. Còn buổi tối thì ăn cơm với gì? Với rau bình thường vậy. Ờ, coi chỉ cơm với rau thôi. Gần như mình không có thịt. Thế bao lâu thì các con được ăn thịt một lần? Lâu lâu một lần. Lâu lâu là bao lâu, là một tuần hay một tháng? Ờ. Đây có một bé nữa, rồi rửa trứng dùm. Thế con lớn thì con tính làm gì? Không biết luôn. Không biết luôn. Yeah. Làm cô giáo này, bác sĩ này, ca sĩ này, làm diễn viên này. Không biết luôn. Hay là... Con thích làm bác sĩ nhưng mà với khả năng học tập của con thì con không nắm bắt được. À, chưa nắm bắt được. Yeah. Thôi nếu mà không thì mình có thể không làm được bác sĩ mà ở trên thành phố, mình làm bác sĩ ở quê, mình đi học về đông y châm cứu bấm huyệt gì đó. Không có tiền để đi học chứ. Không có tiền để đi học à? Ở đây con học ở, không có tiền để nộp học phí. Không có tiền để nộp học phí. Một tháng thì nộp học phí bao nhiêu tiền con? 200 mấy. Yeah. Thế vậy không có tiền học phí rồi lấy đâu tiền để đóng? Cũng không biết luôn. Bỏ vào cái chén. Thế các con có hay được ăn trứng không? Cũng không có trứng ăn. Bao lâu ăn trứng một lần? Thế hôm nay ăn ngon, các con có thích không? Có. À. Ăn ngon thì mình sẽ ăn mấy bát cơm? Bây giờ nếu mà tiếng Gia Lai mà ăn cơm nói nào không con? Nói nào, con nói lớn chú nghe nào. Họa say. Họa say là ăn cơm.
Con chào, xin chào nói nào. Nói lớn chú mới nghe được chứ. Ná miu á. Thì con cứ nói đi. Thì chào pu á. Cơ cu ạ. Cơ cu là xin chào. Còn cảm ơn. Pờ ni. Còn xin lỗi. Không có từ đó. Con nhưng mà con không biết. À, không biết từ đó. À. Còn bạn bạn kia thử hát một bài tiếng tiếng khơm, tiếng gì, tiếng Zarai chú nghe nào. Con hát một câu thôi cũng được. Con thuộc câu gì? Không thuộc á? À, các bạn là các bé này đang làm bếp đấy, đang rửa trứng. Đây các bạn ơi, hôm qua các bé ăn cơm này. Nhưng mà thì với đũa tất cả chỉ có bằng này thôi. Mà có 106 em. Nên là có nhiều em phải dùng những cái muỗng này để mà múc cơm ăn. Đó. Đó. Muỗng này các con cũng thiếu nhá. Không có, đũa cũng không có luôn. Đó. Một vài những các cái muỗng múc canh này không có đủ để cho 108 cháu. À, xin lỗi, 106. Đây là các cái dĩa. Nói chung nó cũng... Còn đây là đồ muỗng mủ. Chắc đây thầy cũng mới mua được một ít cái muỗng, cái tô mủ này cho các con ăn. Thì cứ mỗi con múc một cái tô đó, rồi ra ngồi một góc ăn. Bếp của thầy cũng rất là đơn sơ. Nó có một ít chảo này, son này, cái thớt này, một vài cái nồi nấu cơm điện. Để cắm cơm bỏ gạo vào thì các bé tự nấu. Đây bạn này cầm chổi quét nhà này. Hôm qua thì bạn này nhảy giỏi nhất, đạp bóng được giải thưởng á. Mà chưa có cơm. Bé này cầm cái tô đi để... Sao lại gãi vào người thế? Trời ơi, ông lại lấy muỗng ông gãi vào của quý nữa. Lạy ông luôn ấy. Thôi con ra ngồi chơi đi, lát xíu có cơm thì chú gọi nhá. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ra ngoài kia ngồi, ra ngoài kia ngồi. Đi. À, làm phép rồi mới ăn đấy. Rồi, một tô cơm này. Hôm nay thì mới là cơm có thịt nha các bạn. Nay thì cô Cara và Tuấn Dương mua thịt và hột vịt để nấu cho các bé một bữa ăn ngon. Đây nhìn các con ăn này. Xúc ăn đi, con xúc ăn đi. Ở đây các bé thường ngày vẫn ăn như thế này các bạn. Nhưng mà ngày chỉ cơm và rau thôi, không có thịt đâu. Thịt thì các con nói rằng là gần như là lâu lâu mới được ăn. Ăn thì ngẩng mặt lên con. Con. Thúi. Ăn thì ngẩng mặt lên. Con ăn ngon không? Ngon không? Ngon không? À, gật đầu đấy. Quá ngon luôn. Xúc cơm mà ăn nào. Xúc cơm mà ăn đi con. Xúc cơm mà ăn à?
con cái quý vị ở nhà thì có thể quý vị phải xúc cho các bé ăn. Nhưng mà đây các bạn thấy ấy, đói quá nên là tự ăn thôi. Các bạn lưu ý rằng là hôm nay cỡ cả tháng trời may ra mới một bữa cơm có thịt nhé. Và hôm nay mua rất nhiều thịt để nấu cho các con một bữa ăn ngon. Chứ bình thường các con hôm qua đấy là có khách về thì thầy mới mua đâu được khoảng 1 ký thịt. Là 106 suất ăn thì làm sao mà ăn nổi các bạn. Gần như chỉ có mùi thịt thôi. Đó, nhìn em bé đấy tự ăn cơm mà thấy rất là thương. Thì nơi đây rất là cần tình thương của các cô bác anh chị để giúp các bé ngày một lớn hơn, có sức khỏe. Mới rồi, giờ mình ăn cái này còn vâng. Có để tìm nó thấm cho mấy vâng. Rồi đây okay. Cô làm một cái nồi thịt kho trứng cho các con. Nhìn hấp dẫn quá cô nhỉ. Trời ơi, mới xuống rồi ăn nãy giờ. Vâng. Mà cô nói, cô bắt nó nấu thêm một cơm cho xong hết. Dạ vâng, chắc là thiếu đấy cô. Vâng. Nay có bữa cơm ngon, cô cháu mình cùng giúp các bé có một bữa ăn này. Hy vọng là trong thời gian tới có nhiều cô bác cũng chung tay để giúp các con có một bữa cơm có thịt. Ở đây thì thấy các con ăn mà toàn rau với lại cơm với mì. Con một tô nữa. Chừng nào thiếu lấy cơm ha. Chừng nào múc có nấu cho cô lấy, tại vì có thầy chưa ăn hết chứ. Rồi nhặt cắm này lên. Còn nấu thêm một phần cơm, đây đang nấu cơm này các bạn này. Còn nấu thêm một cái phần canh súp này nữa này các bạn. Ở đâu có đôi đũa cho cô một đôi đũa này. Ủa, hai bạn ăn chung một chén à? Hai bạn ăn chung một chén á? À? Sao con lấy con xúc cái lấy cái chén nữa? Lấy cơm ăn. Hai bạn ăn chung. Ờ. Đây do không có muỗng nên là bạn này lấy cái thìa xúc cơm để xúc ăn luôn nha các bạn. Đây các bé là tự xúc tự ăn luôn. Con ăn thịt có ngon không? À, bé ăn thịt ngon không? Ngon đấy. Có muốn ăn thịt nữa không? Mai có muốn ăn thịt nữa không? À con. Đây chia từng nhóm, nhóm này ăn trước. Các bạn xúc thịt rồi ăn đi. Còn nữa mà. Đây. Đây bạn này đang xúc cơm để ăn. Đây nồi cơm này. Nấu đầy mà bây giờ nấu cũng ăn hết phần nửa rồi. Các bạn chan cả nước thịt đấy rồi ăn cho ngon. Nhìn ăn thấy thèm quá trời. Có, ừ. Ở đây thiếu muỗng nha, các cô bác anh chị có thể tài trợ muỗng cho các con. Các bé ăn ở đây này, thiếu muỗng này, phải dùng cái muỗng lớn này để xúc ăn. Cùng nào.
Con ăn rồi á? À, con ăn có ngon không? Hôm nay con ăn cơm với gì? Cơm với gì con? Với thịt. Bao lâu thì được ăn thịt một lần? Thịt con có hay được ăn thịt đâu? À con? Bao lâu thì được ăn một lần? À, lâu lắm mới thấy có một ăn một lần nè. Đấy, do cái thìa xúc cơm thì các bạn dùng để ăn cơ để ăn xúc cơm ăn rồi nên phải lấy đôi đũa để đánh cơm bới cơm cho các bé. Nói gì không hiểu luôn ấy. Rồi bạn này thì cái muỗng của bạn đâu? Không có. Không có thì ăn bằng cách nào? Lại mượn cái muỗng khác. Ăn đuổi nhau. Ăn đuổi nhau. Các con ăn này có thấy ngon không? Thế ngày thường có ăn ngon như này không? Ngày thường ăn với gì? Ngày thường ăn với rau thôi. Thôi chúc các con ăn ngon nhá. Đây các bạn này, bạn ý phơi quần áo ở hàng rào các bạn. Tự giặt, tự phơi. Là như vậy nó kêu chứ trong khi là mẹ nó chết là nó nhỏ như vậy người ta không có sữa mà cho nó bú rồi nó khổ rồi người ta chôn luôn. Còn không nữa thôi cô mà chưa biết đâu, nhiều cái nó giả ma lắm. Nó phải sinh đôi, nó không có nuôi cái đứa thứ hai đâu. Rồi cái đứa nó nuôi một đứa thôi, còn đứa thứ hai nó cầm cái trụ nhà của nó cầm hai cái chân nó đập vô cái trụ nhà cái bột cái là é lên cái là chết, là vợ chôn luôn. Vậy đó, cái phong tục nó dễ sợ, nó man rợ lắm rồi, chứ không phải là nó tử tế đâu. Cái thằng này nó vất ra ngoài đường cho xe cán chết để nó bảo là dằn ngạ là trời phạt thì nó có nuôi nữa. Chứ còn đại đôi là nó không có nuôi, nó chỉ nuôi một đứa thôi, nó không có nuôi đứa thứ hai đâu. Đó, nó khổ. Cho nên bây giờ vẫn còn những cái cảnh như vậy. Nhưng mà mình không có tiền nhiều, rồi không có nguồn tài trợ chính, cho nên cái kinh tế nó thiếu thốn, nó khó khăn. Nhiều lúc trong túi không có một đồng xu nào, trong nhà không có hột gạo, phải nói dối các cháu ngày hôm nay ăn cháo đi con, ăn cháo cho nó dễ tiêu,
rồi thầy đau đầu quá, thầy không có thể nào mà đi mua gì cho các con ăn hết, ăn cháo đỡ đó. Nhiều lúc nó thê thảm rồi, không biết các cháu nó có sống được ngày mai không, nhưng mà được sự yêu thương, được sự yêu thương của mọi người, cho nên các cháu có được như ngày hôm nay là đã 14 năm rồi. Nấu cho 106 người ăn đó, thì đây là cái dĩa mì của khách, thì cô mang ra cô trình bày cho nó đẹp như này. Chứ còn mì của các con ăn là nhìn đỏ mắt, không thấy miếng thịt nào hết. Gớm sao cho mình ăn thịt nhiều chứ vậy, đáng lẽ mới phải. Thì thế không, nên là mới phải yêu cầu cái dĩa mì này này. Đây phải yêu cầu cái dĩa mì mà các con ăn là nó như thế nào. Thì đây để cho cô coi, cô ăn thử.